Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của quả vị độc giác làm phương tiện, vô sanh của quả vị độc giác làm phương tiện, vô sở đắc của quả vị độc giác làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bố thí tịnh giới an nhẫn, tinh tấn tịnh lự, bát nhã ba la mật đa. Này Khánh Hỷ, quả vị độc giác và tánh của quả vị độc giác là không. Vì sao? Vì tánh không của quả vị độc giác cùng với bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa kia, không hai, không hai phần. Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lấy vô nhị của quả vị độc giác làm phương tiện, vô sanh của quả vị độc giác làm phương tiện, vô sở đắc của quả vị độc giác làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của quả vị độc giác làm phương tiện, vô sanh của quả vị độc giác làm phương tiện, vô sở đắc của quả vị độc giác làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh. Này Khánh Hỷ, quả vị độc giác và tánh của quả vị độc giác là không. Vì sao? Vì tánh không của quả vị độc giác cùng với pháp không nội cho đến pháp không không tánh tự tánh kia, không hai, không hai phần. Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lấy vô nhị của quả vị độc giác làm phương tiện, vô sanh của quả vị độc giác làm phương tiện, vô sở đắc của quả vị độc giác làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ pháp không nội cho đến pháp không không tánh tự tánh. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của quả vị độc giác làm phương tiện, vô sanh của quả vị độc giác làm phương tiện, vô sở đắc của quả vị độc giác làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ chân như, pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì. Này Khánh Hỷ, quả vị độc giác và tánh của quả vị độc giác là không. Vì sao? Vì tánh không của quả vị độc giác cùng với chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ kia, không hai, không hai phần. Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lấy vô nhị của quả vị độc giác làm phương tiện, vô sanh của quả vị độc giác làm phương tiện, vô sở đắc của quả vị độc giác làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của quả vị độc giác làm phương tiện, vô sanh của quả vị độc giác làm phương tiện, vô sở đắc của quả vị độc giác làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ thánh đế khổ tập diệt đạo. Này Khánh Hỷ, quả vị độc giác và tánh của quả vị độc giác là không. Vì sao? Vì tánh không của quả vị độc giác cùng với thánh đế khổ tập diệt đạo kia, không hai, không hai phần. Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lấy vô nhị của quả vị độc giác làm phương tiện, vô sanh của quả vị độc giác làm phương tiện, vô sở đắc của quả vị độc giác làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ thánh đế khổ tập diệt đạo. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của quả vị độc giác làm phương tiện, vô sanh của quả vị độc giác làm phương tiện, vô sở đắc của quả vị độc giác làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Này Khánh Hỷ, quả vị độc giác và tánh của quả vị độc giác là không. Vì sao? Vì tánh không của quả vị độc giác cùng với bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc kia, không hai, không hai phần. Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lấy vô nhị của quả vị độc giác làm phương tiện, vô sanh của quả vị độc giác làm phương tiện, vô sở đắc của quả vị độc giác làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của quả vị độc giác làm phương tiện, vô sanh của quả vị độc giác làm phương tiện, vô sở đắc của quả vị độc giác làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Này Khánh Hỷ, quả vị độc giác và tánh của quả vị độc giác là không. Vì sao? Vì tánh không của quả vị độc giác cùng với tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ kia, không hai, không hai phần. Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lấy vô nhị của quả vị độc giác làm phương tiện, vô sanh của quả vị độc giác làm phương tiện, vô sở đắc của quả vị độc giác làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ.
Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của quả vị độc giác làm phương tiện, vô sanh của quả vị độc giác làm phương tiện, vô sở đắc của quả vị độc giác làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Này Khánh Hỷ, quả vị độc giác và tánh của quả vị độc giác là không. Vì sao? Vì tánh không của quả vị độc giác cùng với bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo kia không hai, không hai phần. Này Khánh Nhì, do đó nên nói là lấy vô nhị của quả vị độc giác làm phương tiện, vô sanh của quả vị độc giác làm phương tiện, vô sở đắc của quả vị độc giác làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của quả vị độc giác làm phương tiện, vô sanh của quả vị độc giác làm phương tiện, vô sở đắc của quả vị độc giác làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện. Này Khánh Hỷ, quả vị độc giác và tánh của quả vị độc giác là không. Vì sao? Vì tánh không của quả vị độc giác cùng với pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện kia không hai, không hai phần. Này Khánh Nhì, do đó nên nói là lấy vô nhị của quả vị độc giác làm phương tiện, vô sanh của quả vị độc giác làm phương tiện, vô sở đắc của quả vị độc giác làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của quả vị độc giác làm phương tiện, vô sanh của quả vị độc giác làm phương tiện, vô sở đắc của quả vị độc giác làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập năm loại mắt, sáu phép thần thông. Này Khánh Hỷ, quả vị độc giác và tánh của quả vị độc giác là không. Vì sao? Vì tánh không của quả vị độc giác cùng với năm loại mắt, sáu phép thần thông kia không hai, không hai phần. Này Khánh Nhì, do đó nên nói là lấy vô nhị của quả vị độc giác làm phương tiện, vô sanh của quả vị độc giác làm phương tiện, vô sở đắc của quả vị độc giác làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập năm loại mắt, sáu phép thần thông. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của quả vị độc giác làm phương tiện, vô sanh của quả vị độc giác làm phương tiện, vô sở đắc của quả vị độc giác làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập 10 lực của Phật, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Này Khánh Hỷ, quả vị độc giác và tánh của quả vị độc giác là không. Vì sao? Vì tánh không của quả vị độc giác cùng với 10 lực của Phật, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng kia không hai, không hai phần. Này Khánh Nhì, do đó nên nói là lấy vô nhị của quả vị độc giác làm phương tiện, vô sanh của quả vị độc giác làm phương tiện, vô sở đắc của quả vị độc giác làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập 10 lực của Phật, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của quả vị độc giác làm phương tiện, vô sanh của quả vị độc giác làm phương tiện, vô sở đắc của quả vị độc giác làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. Này Khánh Hỷ, quả vị độc giác và tánh của quả vị độc giác là không. Vì sao? Vì tánh không của quả vị độc giác cùng với pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả kia không hai, không hai phần. Này Khánh Nhì, do đó nên nói là lấy vô nhị của quả vị độc giác làm phương tiện, vô sanh của quả vị độc giác làm phương tiện, vô sở đắc của quả vị độc giác làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của quả vị độc giác làm phương tiện, vô sanh của quả vị độc giác làm phương tiện, vô sở đắc của quả vị độc giác làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Này Khánh Hỷ, quả vị độc giác và tánh của quả vị độc giác là không. Vì sao? Vì tánh không của quả vị độc giác cùng với trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng kia không hai, không hai phần. Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lấy vô nhị của quả vị độc giác làm phương tiện, vô sanh của quả vị độc giác làm phương tiện, vô sở đắc của quả vị độc giác làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của quả vị độc giác làm phương tiện, vô sanh của quả vị độc giác làm phương tiện, vô sở đắc của quả vị độc giác làm phương tiện,
Hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tất cả pháp môn đà la ni, tất cả pháp môn tam ma địa. Này khánh hỷ, quả vị độc giác và tánh của quả vị độc giác là không. Vì sao? Vì tánh không của quả vị độc giác cùng với tất cả pháp môn đà la ni, tất cả pháp môn tam ma địa kia, không hai, không hai phần. Này khánh hỷ, do đó nên nói là lấy vô nhị của quả vị độc giác làm phương tiện, vô sanh của quả vị độc giác làm phương tiện, vô sở đắc của quả vị độc giác làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tất cả pháp môn đà la ni, tất cả pháp môn tam ma địa. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của quả vị độc giác làm phương tiện, vô sanh của quả vị độc giác làm phương tiện, vô sở đắc của quả vị độc giác làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập hạnh đại Bồ Tát. Này khánh hỷ, quả vị độc giác và tánh của quả vị độc giác là không. Vì sao? Vì tánh không của quả vị độc giác cùng với hạnh đại Bồ Tát kia không hai, không hai phần. Này khánh hỷ, do đó nên nói là lấy vô nhị của quả vị độc giác làm phương tiện, vô sanh của quả vị độc giác làm phương tiện, vô sở đắc của quả vị độc giác làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập hạnh đại Bồ Tát. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của quả vị độc giác làm phương tiện, vô sanh của quả vị độc giác làm phương tiện, vô sở đắc của quả vị độc giác làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập quả vị giác ngộ cao tột. Này khánh hỷ, quả vị độc giác và tánh của quả vị độc giác là không. Vì sao? Vì tánh không của quả vị độc giác cùng với quả vị giác ngộ cao tổ kia không hai, không hai phần. Này khánh nhỉ, do đó nên nói là lấy vô nhị của quả vị độc giác làm phương tiện, vô sanh của quả vị độc giác làm phương tiện, vô sở đắc của quả vị độc giác làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập quả vị giác ngộ cao tổ. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của hạnh đại Bồ Tát làm phương tiện, vô sanh của hạnh đại Bồ Tát làm phương tiện, vô sở đắc của hạnh đại Bồ Tát làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa. Này khánh hỷ, hạnh đại Bồ Tát và tánh của hạnh đại Bồ Tát là không. Vì sao? Vì tánh không của hạnh đại Bồ Tát cùng với bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa kia không hai, không hai phần. Này khánh nhỉ, do đó nên nói là lấy vô nhị của hạnh đại Bồ Tát làm phương tiện, vô sanh của hạnh đại Bồ Tát làm phương tiện, vô sở đắc của hạnh đại Bồ Tát làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của hạnh đại Bồ Tát làm phương tiện, vô sanh của hạnh đại Bồ Tát làm phương tiện, vô sở đắc của hạnh đại Bồ Tát làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh. Này khánh hỷ, hạnh đại Bồ Tát và tánh của hạnh đại Bồ Tát là không. Vì sao? Vì tánh không của hạnh đại Bồ Tát cùng với pháp không nội cho đến pháp không không tánh tự tánh kia không hai, không hai phần. Này khánh hỷ, do đó nên nói là lấy vô nhị của hạnh đại Bồ Tát làm phương tiện, vô sanh của hạnh đại Bồ Tát làm phương tiện, vô sở đắc của hạnh đại Bồ Tát làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ pháp không nội cho đến pháp không không tánh tự tánh. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của hạnh đại Bồ Tát làm phương tiện, vô sanh của hạnh đại Bồ Tát làm phương tiện, vô sở đắc của hạnh đại Bồ Tát làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ chân như, pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ. Này khánh nhỉ, hạnh đại Bồ Tát và tánh của hạnh đại Bồ Tát là không. Vì sao? Vì tánh không của hạnh đại Bồ Tát cùng với chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ kia, không hai, không hai phần. Này khánh nhỉ, do đó nên nói là lấy vô nhị của hạnh đại Bồ Tát làm phương tiện, vô sanh của hạnh đại Bồ Tát làm phương tiện, vô sở đắc của hạnh đại Bồ Tát làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của hạnh đại Bồ Tát làm phương tiện, vô sanh của hạnh đại Bồ Tát làm phương tiện, vô sở đắc của hạnh đại Bồ Tát làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ thánh đế khổ tập diệt đạo. Này khánh hỷ, hạnh đại Bồ Tát và tánh của hạnh đại Bồ Tát là không. Vì sao? Vì tánh không của hạnh đại Bồ Tát cùng với thánh đế khổ tập diệt đạo kia không hai, không hai phần.
Này Khánh Nhỉ, do đó nên nói là lấy vô nhị của hạnh đại Bồ Tát làm phương tiện, vô sanh của hạnh đại Bồ Tát làm phương tiện, vô sở đắc của hạnh đại Bồ Tát làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ thánh đế khổ tập diệt đạo. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của hạnh đại Bồ Tát làm phương tiện, vô sanh của hạnh đại Bồ Tát làm phương tiện, vô sở đắc của hạnh đại Bồ Tát làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Này Khánh Nghỉ, hạnh đại Bồ Tát và tánh của hạnh đại Bồ Tát là không. Vì sao? Vì tánh không của hạnh đại Bồ Tát cùng với bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc kia không hai, không hai phần. Này Khánh Nghỉ, do đó nên nói là lấy vô nhị của hạnh đại Bồ Tát làm phương tiện, vô sanh của hạnh đại Bồ Tát làm phương tiện, vô sở đắc của hạnh đại Bồ Tát làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của hạnh đại Bồ Tát làm phương tiện, vô sanh của hạnh đại Bồ Tát làm phương tiện, vô sở đắc của hạnh đại Bồ Tát làm phương tiện? Hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Này Khánh Nghỉ, hạnh đại Bồ Tát và tánh của hạnh đại Bồ Tát là không. Vì sao? Vì tánh không của hạnh đại Bồ Tát cùng với tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ kia không hai, không hai phần. Này Khánh Nghỉ, do đó nên nói là lấy vô nhị của hạnh đại Bồ Tát làm phương tiện, vô sanh của hạnh đại Bồ Tát làm phương tiện, vô sở đắc của hạnh đại Bồ Tát làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của hạnh đại Bồ Tát làm phương tiện, vô sanh của hạnh đại Bồ Tát làm phương tiện, vô sở đắc của hạnh đại Bồ Tát làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Này Khánh Nghỉ, hạnh đại Bồ Tát và tánh của hạnh đại Bồ Tát là không. Vì sao? Vì tánh không của hạnh đại Bồ Tát cùng với bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo kia không hai, không hai phần. Này Khánh Nghỉ, do đó nên nói là lấy vô nhị của hạnh đại Bồ Tát làm phương tiện, vô sanh của hạnh đại Bồ Tát làm phương tiện, vô sở đắc của hạnh đại Bồ Tát làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của hạnh đại Bồ Tát làm phương tiện, vô sanh của hạnh đại Bồ Tát làm phương tiện, vô sở đắc của hạnh đại Bồ Tát làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện. Này Khánh Nghỉ, hạnh đại Bồ Tát và tánh của hạnh đại Bồ Tát là không. Vì sao? Vì tánh không của hạnh đại Bồ Tát cùng với pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện kia không hai, không hai phần. Này Khánh Nghỉ, do đó nên nói là lấy vô nhị của hạnh đại Bồ Tát làm phương tiện, vô sanh của hạnh đại Bồ Tát làm phương tiện, vô sở đắc của hạnh đại Bồ Tát làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của hạnh đại Bồ Tát làm phương tiện, vô sanh của hạnh đại Bồ Tát làm phương tiện, vô sở đắc của hạnh đại Bồ Tát làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập năm loại mắt, sáu phép thần thông. Này Khánh Nghỉ, hạnh đại Bồ Tát và tánh của hạnh đại Bồ Tát là không. Vì sao? Vì tánh không của hạnh đại Bồ Tát cùng với năm loại mắt, sáu phép thần thông kia không hai, không hai phần. Này Khánh Nghỉ, do đó nên nói là lấy vô nhị của hạnh đại Bồ Tát làm phương tiện, vô sanh của hạnh đại Bồ Tát làm phương tiện, vô sở đắc của hạnh đại Bồ Tát làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập năm loại mắt, sáu phép thần thông. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của hạnh đại Bồ Tát làm phương tiện, vô sanh của hạnh đại Bồ Tát làm phương tiện, vô sở đắc của hạnh đại Bồ Tát làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ đại bi, đại hỷ đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Này Khánh Nghỉ, hạnh đại Bồ Tát và tánh của hạnh đại Bồ Tát là không. Vì sao? Vì tánh không của hạnh đại Bồ Tát cùng với mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ đại bi, đại hỷ đại xả, 18 pháp Phật bất cộng kia không hai, không hai phần. Này Khánh Nghỉ, do đó nên nói là lấy vô nhị của hạnh đại Bồ Tát làm phương tiện, vô sanh của hạnh đại Bồ Tát làm phương tiện, vô sở đắc của hạnh đại Bồ Tát làm phương tiện,
hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập 10 lực của Phật, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của hạnh đại Bồ Tát làm phương tiện, vô sanh của hạnh đại Bồ Tát làm phương tiện, vô sở đắc của hạnh đại Bồ Tát làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả? Này Khánh Nhỉ, hạnh đại Bồ Tát và tánh của hạnh đại Bồ Tát là không. Vì sao? Vì tánh không của hạnh đại Bồ Tát cùng với pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả kia, không hai, không hai phần. Này Khánh Nhỉ, do đó nên nói là lấy vô nhị của hạnh đại Bồ Tát làm phương tiện, vô sanh của hạnh đại Bồ Tát làm phương tiện, vô sở đắc của hạnh đại Bồ Tát làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của hạnh đại Bồ Tát làm phương tiện, vô sanh của hạnh đại Bồ Tát làm phương tiện, vô sở đắc của hạnh đại Bồ Tát làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng? Này Khánh Hỷ, hạnh đại Bồ Tát và tánh của hạnh đại Bồ Tát là không. Vì sao? Vì tánh không của hạnh đại Bồ Tát cùng với trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng kia, không hai, không hai phần. Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lấy vô nhị của hạnh đại Bồ Tát làm phương tiện, vô sanh của hạnh đại Bồ Tát làm phương tiện, vô sở đắc của hạnh đại Bồ Tát làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của hạnh đại Bồ Tát làm phương tiện, vô sanh của hạnh đại Bồ Tát làm phương tiện, vô sở đắc của hạnh đại Bồ Tát làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tất cả pháp môn Đà La Ni, tất cả pháp môn Tam Ma Địa? Này Khánh Hỷ, hạnh đại Bồ Tát và tánh của hạnh đại Bồ Tát là không. Vì sao? Vì tánh không của hạnh đại Bồ Tát cùng với tất cả pháp môn Đà La Ni, tất cả pháp môn Tam Ma Địa kia, không hai, không hai phần. Này Khánh Nhỉ, do đó nên nói là lấy vô nhị của hạnh đại Bồ Tát làm phương tiện, vô sanh của hạnh đại Bồ Tát làm phương tiện, vô sở đắc của hạnh đại Bồ Tát làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tất cả pháp môn Đà La Ni, tất cả pháp môn Tam Ma Địa. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của hạnh đại Bồ Tát làm phương tiện, vô sanh của hạnh đại Bồ Tát làm phương tiện, vô sở đắc của hạnh đại Bồ Tát làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập hạnh đại Bồ Tát? Này Khánh Hỷ, hạnh đại Bồ Tát và tánh của hạnh đại Bồ Tát là không. Vì sao? Vì tánh không của hạnh đại Bồ Tát cùng với hạnh đại Bồ Tát kia, không hai, không hai phần. Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lấy vô nhị của hạnh đại Bồ Tát làm phương tiện, vô sanh của hạnh đại Bồ Tát làm phương tiện, vô sở đắc của hạnh đại Bồ Tát làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập hạnh đại Bồ Tát. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của hạnh đại Bồ Tát làm phương tiện, vô sanh của hạnh đại Bồ Tát làm phương tiện, vô sở đắc của hạnh đại Bồ Tát làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập quả vị giác ngộ cao tột? Này Khánh Nhỉ, hạnh đại Bồ Tát và tánh của hạnh đại Bồ Tát là không. Vì sao? Vì tánh không của hạnh đại Bồ Tát cùng với quả vị giác ngộ cao tột kia, không hai, không hai phần. Này Khánh Nhỉ, do đó nên nói là lấy vô nhị của hạnh đại Bồ Tát làm phương tiện, vô sanh của hạnh đại Bồ Tát làm phương tiện, vô sở đắc của hạnh đại Bồ Tát làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập quả vị giác ngộ cao tột. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, vô sanh của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, vô sở đắc của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tỉnh lợi, bát nhã, ba la mật đa? Này Khánh Hỷ, quả vị giác ngộ cao tột và tánh của quả vị giác ngộ cao tột là không. Vì sao? Vì tánh không của quả vị giác ngộ cao tột cùng với bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lợi, bát nhã, ba la mật đa kia, không hai, không hai phần. Này Khánh Nhỉ, do đó nên nói là lấy vô nhị của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, vô sanh của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, vô sở đắc của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lợi, bát nhã, ba la mật đa.
Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, vô sanh của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, vô sở đắc của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện? Hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh. Này khánh hỷ, quả vị giác ngộ cao tột và tánh của quả vị giác ngộ cao tột là không. Vì sao? Vì tánh không của quả vị giác ngộ cao tột cùng với pháp không nội cho đến pháp không không tánh tự tánh kia không hai, không hai phần. Này khánh nhỉ, do đó nên nói là lấy vô nhị của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, vô sanh của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, vô sở đắc của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện. Hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ pháp không nội cho đến pháp không không tánh tự tánh. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, vô sanh của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, vô sở đắc của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện? Hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì. Này khánh hỷ, quả vị giác ngộ cao tột và tánh của quả vị giác ngộ cao tột là không. Vì sao? Vì tánh không của quả vị giác ngộ cao tột cùng với chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ kia không hai, không hai phần. Này khánh hỷ, do đó nên nói là lấy vô nhị của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, vô sanh của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, vô sở đắc của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện. Hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, vô sanh của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, vô sở đắc của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện? Hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ thánh đế cổ tập diệt đạo. Này khánh hỷ, quả vị giác ngộ cao tột và tánh của quả vị giác ngộ cao tột là không. Vì sao? Vì tánh không của quả vị giác ngộ cao tột cùng với thánh đế cổ tập diệt đạo kia không hai, không hai phần. Này khánh hỷ, do đó nên nói là lấy vô nhị của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, vô sanh của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, vô sở đắc của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện. Hồi hướng trí nhất thiết trí, an trụ thánh đế cổ tập diệt đạo. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, vô sanh của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, vô sở đắc của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện? Hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Này khánh hỷ, quả vị giác ngộ cao tột và tánh của quả vị giác ngộ cao tột là không. Vì sao? Vì tánh không của quả vị giác ngộ cao tột cùng với bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc kia không hai, không hai phần. Này khánh hỷ, do đó nên nói là lấy vô nhị của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, vô sanh của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, vô sở đắc của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện. Hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, vô sanh của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, vô sở đắc của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện? Hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Này khánh hỷ, quả vị giác ngộ cao tột và tánh của quả vị giác ngộ cao tột là không. Vì sao? Vì tánh không của quả vị giác ngộ cao tột cùng với tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ kia không hai, không hai phần. Này khánh hỷ, do đó nên nói là lấy vô nhị của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, vô sanh của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, vô sở đắc của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện. Hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, vô sanh của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, vô sở đắc của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện? Hội hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Này khánh hỷ, quả vị giác ngộ cao tột và tánh của quả vị giác ngộ cao tột là không. Vì sao?
vì tánh không của quả vị giác ngộ cao tột, cùng với bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo kia không hai, không hai phần. Này Khánh Nhì, do đó nên nói là lấy vô nhị của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, vô sanh của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, vô sở đắc của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện. Hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, vô sanh của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, vô sở đắc của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện? Hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện. Này Khánh Nghỉ, quả vị giác ngộ cao tột và tánh của quả vị giác ngộ cao tột là không. Vì sao? Vì tánh không của quả vị giác ngộ cao tột cùng với pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện kia không hai, không hai phần. Này Khánh Nhì, do đó nên nói là lấy vô nhị của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, vô sanh của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, vô sở đắc của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện. Hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, vô sanh của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, vô sở đắc của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện? Hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập năm loại mắt, sáu phép thần thông. Này Khánh Hỷ, quả vị giác ngộ cao tột và tánh của quả vị giác ngộ cao tột là không. Vì sao? Vì tánh không của quả vị giác ngộ cao tột cùng với năm loại mắt, sáu phép thần thông kia không hai, không hai phần. Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lấy vô nhị của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, vô sanh của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, vô sở đắc của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện. Hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập năm loại mắt, sáu phép thần thông. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, vô sanh của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, vô sở đắc của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện? Hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Này Khánh Hỷ, quả vị giác ngộ cao tột và tánh của quả vị giác ngộ cao tột là không. Vì sao? Vì tánh không của quả vị giác ngộ cao tột cùng với mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng kia không hai, không hai phần. Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lấy vô nhị của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, vô sanh của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, vô sở đắc của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện. Hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, vô sanh của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, vô sở đắc của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện? Hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. Này Khánh Hỷ, quả vị giác ngộ cao tột và tánh của quả vị giác ngộ cao tột là không. Vì sao? Vì tánh không của quả vị giác ngộ cao tột cùng với pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả kia không hai, không hai phần. Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lấy vô nhị của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, vô sanh của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, vô sở đắc của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện. Hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, vô sanh của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, vô sở đắc của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện? Hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Này Khánh Hỷ, quả vị giác ngộ cao tột và tánh của quả vị giác ngộ cao tột là không. Vì sao? Vì tánh không của quả vị giác ngộ cao tột cùng với trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng kia không hai, không hai phần. Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lấy vô nhị của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, vô sanh của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, vô sở đắc của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện. Hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, vô sanh của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, vô sở đắc của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện?
Hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tất cả pháp môn Đà La Ni, tất cả pháp môn Tam Ma Địa. Này Khánh Hỷ, quả vị giác ngộ cao tột và tánh của quả vị giác ngộ cao tột là không. Vì sao? Vì tánh không của quả vị giác ngộ cao tột cùng với tất cả pháp môn Đà La Ni, tất cả pháp môn Tam Ma Địa kia, không hai, không hai phần. Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lấy vô nhị của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, vô sanh của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, vô sở đắc của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện. Hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tất cả pháp môn Đà La Ni, tất cả pháp môn Tam Ma Địa. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, vô sanh của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, vô sở đắc của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện? Hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập hạnh đại Bồ Tát. Này Khánh Hỷ, quả vị giác ngộ cao tột và tánh của quả vị giác ngộ cao tột là không. Vì sao? Vì tánh không của quả vị giác ngộ cao tột cùng với hạnh đại Bồ Tát kia không hai, không hai phần. Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lấy vô nhị của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, vô sanh của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, vô sở đắc của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện. Hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập hạnh đại Bồ Tát. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, vô sanh của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, vô sở đắc của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện? Hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập quả vị giác ngộ cao tột. Này Khánh Hỷ, quả vị giác ngộ cao tột và tánh của quả vị giác ngộ cao tột là không. Vì sao? Vì tánh không của quả vị giác ngộ cao tột cùng với quả vị giác ngộ cao tột kia không hai, không hai phần. Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lấy vô nhị của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, vô sanh của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện, vô sở đắc của quả vị giác ngộ cao tột làm phương tiện. Hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập quả vị giác ngộ cao tột. Này Khánh Hỷ, nên biết do Bát Nhã Ba La Mật Đa này nên có khả năng hồi hướng trí nhất thiết trí, lại do hồi hướng trí nhất thiết trí nên có khả năng tu tập bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát Nhã Ba La Mật Đa đạt đến cứu cánh. Cho nên Bát Nhã Ba La Mật Đa này đối với bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát Nhã Ba La Mật Đa kia là pháp tôn quý, là pháp hướng dẫn. Này Khánh Hỷ, nên biết do Bát Nhã Ba La Mật Đa này nên có khả năng hồi hướng trí nhất thiết trí, lại do hồi hướng trí nhất thiết trí nên có khả năng an trụ pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tàn mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh đạt đến cứu cánh. Cho nên Bát Nhã Ba La Mật Đa này đối với pháp không nội cho đến pháp không không tánh tự tánh kia là pháp tôn quý, là pháp hướng dẫn. Này Khánh Hỷ, nên biết do Bát Nhã Ba La Mật Đa này nên có khả năng hồi hướng trí nhất thiết trí, lại do hồi hướng trí nhất thiết trí nên có khả năng an trụ chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ đạt đến cứu cánh. Cho nên Bát Nhã Ba La Mật Đa này đối với chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ kia là pháp tôn quý, là pháp hướng dẫn. Này Khánh Hỷ, nên biết do Bát Nhã Ba La Mật Đa này nên có khả năng hồi hướng trí nhất thiết trí, lại do hồi hướng trí nhất thiết trí nên có khả năng an trụ thánh đế khổ tập diệt đạo đạt đến cứu cánh. Cho nên Bát Nhã Ba La Mật Đa này đối với an trụ thánh đế khổ tập diệt đạo kia là pháp tôn quý, là pháp hướng dẫn. Này Khánh Hỷ, nên biết do Bát Nhã Ba La Mật Đa này nên có khả năng hồi hướng trí nhất thiết trí, lại do hồi hướng trí nhất thiết trí nên có khả năng an trụ thánh đế khổ, thánh đế tập, thánh đế diệt, thánh đế đạo đạt đến cứu cánh. Cho nên Bát Nhã Ba La Mật Đa này đối với thánh đế khổ tập diệt đạo kia là pháp tôn quý, là pháp hướng dẫn. Này Khánh Hỷ, nên biết do Bát Nhã Ba La Mật Đa này nên có khả năng hồi hướng trí nhất thiết trí, lại do hồi hướng trí nhất thiết trí nên có khả năng tu tập bốn tịnh lượng, bốn vô lượng, bốn định vô sắc đạt đến cứu cánh. Cho nên Bát Nhã Ba La Mật Đa này đối với bốn tịnh lượng, bốn vô lượng, bốn định vô sắc kia là pháp tôn quý, là pháp hướng dẫn. Này Khánh Hỷ, nên biết do Bát Nhã Ba La Mật Đa này
nên có khả năng hồi hướng trí nhất thiết trí. Lại do hồi hướng trí nhất thiết trí nên có khả năng tu tập 8 giải thoát, 8 thắng xứ, 9 định thứ đệ, 10 biến xứ đạt đến cứu cánh. Cho nên Bát Nhã Ba La Mật Đa này, đối với 8 giải thoát, 8 thắng xứ, 9 định thứ đệ, 10 biến xứ kia là pháp tôn quý, là pháp hướng dẫn. Này Khánh Nhỉ, nên biết do Bát Nhã Ba La Mật Đa này nên có khả năng hồi hướng trí nhất thiết trí. Lại do hồi hướng trí nhất thiết trí nên có khả năng tu tập 4 niệm trụ, 4 chánh đoạn, 4 thần túc, 5 căn 5 lực, 7 chi đẳng giác, 8 chi thánh đạo đạt đến cứu cánh. Cho nên Bát Nhã Ba La Mật Đa này đối với 4 niệm trụ, 4 chánh đoạn, 4 thần túc, 5 căn 5 lực, 7 chi đẳng giác, 8 chi thánh đạo kia là pháp tôn quý, là pháp hướng dẫn. Này Khánh Hỷ, nên biết do Bát Nhã Ba La Mật Đa này nên có khả năng hồi hướng trí nhất thiết trí. Lại do hồi hướng trí nhất thiết trí nên có khả năng tu tập pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện đạt đến cứu cánh. Cho nên Bát Nhã Ba La Mật Đa này đối với pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện kia là pháp tôn quý, là pháp hướng dẫn. Này Khánh Hỷ, nên biết do Bát Nhã Ba La Mật Đa này nên có khả năng hồi hướng trí nhất thiết trí. Lại do hồi hướng trí nhất thiết trí nên có khả năng tu tập 5 loại mắt, 6 phép thần thông đạt đến cứu cánh. Cho nên Bát Nhã Ba La Mật Đa này đối với 5 loại mắt, 6 phép thần thông kia là pháp tôn quý, là pháp hướng dẫn. Này Khánh Hỷ, nên biết do Bát Nhã Ba La Mật Đa này nên có khả năng hồi hướng trí nhất thiết trí. Lại do hồi hướng trí nhất thiết trí nên có khả năng tu tập 10 lực của Phật, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng đạt đến cứu cánh. Cho nên Bát Nhã Ba La Mật Đa này đối với 10 lực của Phật, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng kia là pháp tôn quý, là pháp hướng dẫn. Này Khánh Hỷ, nên biết do Bát Nhã Ba La Mật Đa này nên có khả năng hồi hướng trí nhất thiết trí. Lại do hồi hướng trí nhất thiết trí nên có khả năng tu tập pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả đạt đến cứu cánh. Cho nên Bát Nhã Ba La Mật Đa này đối với pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả kia là pháp tôn quý, là pháp hướng dẫn. Này Khánh Hỷ, nên biết do Bát Nhã Ba La Mật Đa này nên có khả năng hồi hướng trí nhất thiết trí. Lại do hồi hướng trí nhất thiết trí nên có khả năng tu tập trí nhất thiết trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng đạt đến cứu cánh. Cho nên Bát Nhã Ba La Mật Đa này đối với trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng kia là pháp tôn quý, là pháp hướng dẫn. Này Khánh Hỷ, nên biết do Bát Nhã Ba La Mật Đa này nên có khả năng hồi hướng trí nhất thiết trí. Lại do hồi hướng trí nhất thiết trí nên có khả năng tu tập tất cả pháp môn Đà La Ni, tất cả pháp môn Tam Ma Địa đạt đến cứu cánh. Cho nên Bát Nhã Ba La Mật Đa này đối với tất cả pháp môn Đà La Ni, tất cả pháp môn Tam Ma Địa kia là pháp tôn quý, là pháp hướng dẫn. Này Khánh Hỷ, nên biết do Bát Nhã Ba La Mật Đa này nên có khả năng hồi hướng trí nhất thiết trí. Lại do hồi hướng trí nhất thiết trí nên có khả năng tu tập hạnh đại Bồ Tát đạt đến cứu cánh. Cho nên Bát Nhã Ba La Mật Đa này đối với hạnh đại Bồ Tát kia là pháp tôn quý, là pháp hướng dẫn. Này Khánh Hỷ, nên biết do Bát Nhã Ba La Mật Đa này nên có khả năng hồi hướng trí nhất thiết trí. Lại do hồi hướng trí nhất thiết trí nên có khả năng tu tập quả vị giác ngộ cao tột đạt đến cứu cánh. Cho nên Bát Nhã Ba La Mật Đa này đối với quả vị giác ngộ cao tột kia là pháp tôn quý, là pháp hướng dẫn. Hết quyển thứ 125.